Một ngày đầu tháng 12 cách đây 18 năm, cụ thể hơn, đó là ngày 7 tháng 12 năm 2005, Man United được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson hành quân đến Bồ Đào Nha làm khách của Benfica trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Quỷ đỏ cần có một chiến thắng để chắc chắn giành vé đi tiếp, hoặc tối thiểu là một trận hòa trong trường hợp Villarreal thắng được Lille ở trận đấu còn lại. Man United mang đầy đủ binh hùng tướng mạnh đến Dallas, nào là Van der Sar, Rio Ferdinand, Gary Neville ở hàng thủ, tuyến giữa có Ryan Giggs, Paul Scholes trên hàng công là siêu trung phong Ruud van Nistelrooy, được hỗ trợ bởi bộ đôi cầu thủ trẻ hàng đầu châu Âu Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo. Với lực lượng như thế, ai cũng nghĩ rằng Man United sẽ dễ dàng làm gỏi Benfica để nắm chắc trong tay tấm vé vào vòng knockout. Mọi thứ diễn ra có vẻ đúng như dự đoán của đa số. Scholes mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 từ đường truyền hoàn hảo của Gary Neville. Nhưng Man United ở trong thế dẫn trước đã không thể chiếm được quyền chủ động trước chủ nhà Benfica có chiến thuật hợp lý hơn. Đội bóng của Bồ Đào Nha hoàn tất cú lội ngược dòng ngay trong hiệp 1 với hai pha lập công của Giovanni và Beto. Trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Man United bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số, ngay cả khi Sir Alex đã tung những quân bài trên ghế dự bị như Park Ji-sung hay Luis Saha vào sân. Khi tiếng còi hết trận vang lên, dàn sao quỷ đỏ đổ gục xuống trong nỗi thất vọng cùng cực. Đau đớn hơn cho họ, Villarreal đã thắng Lille trong trận đấu cùng giờ, nghĩa là chỉ cần chọc thủng lưới Benfica thêm một lần nữa, Man United sẽ có vé đi tiếp. Thất bại tại Dallas thậm chí đẩy đoàn quân của Sir Alex xuống vị trí bét bảng và có lần đầu tiên sau 11 năm tham dự Champions League không qua nổi vòng bảng. Vì sao chúng ta phải rông dài về một kỷ niệm cách đây đã 18 năm? Đó là bởi mới rạng sáng nay thôi, Man United của Erik ten Hag đã lặp lại kết quả đáng xấu hổ mà họ đã phải trải qua Champions League mùa 2005-06. Thua Bayern Munich, Quỷ đỏ lại kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng và điểm số của họ lần này còn thấp hơn cả thành tích cách đây 18 năm. Sau 6 trận mùa này, Man United chỉ có vỏn vẹn 4 điểm sau 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Tháng 12 năm 2005, đoàn quân của Sir Alex rời cuộc chơi với 6 điểm sau 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Quỷ đỏ trở thành đội bóng Anh đầu tiên có 2 mùa giải xếp cuối cùng ở vòng bảng Champions League. Họ cũng trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới tới 15 bàn ở vòng bảng Champions League, tức là trung bình Onana phải nhận 2,5 bàn thua một trận. Hàng thủ tồi tệ khiến 12 bàn thắng mà hàng công Quỷ đỏ có được trở thành vô nghĩa. Những thống kê quá kém cỏi là lý do vì sao đội chủ sân Old Trafford bị xem là nỗi hổ thẹn của người Anh tại đấu trường châu Âu mùa này. Nhưng với chính các cổ động viên Man United, họ không còn buồn hay là xấu hổ vì kết quả này nữa. Nói như nhiều người chót đem lòng yêu Quỷ đỏ, họ đã tổn thương đủ nhiều, đến mức chẳng gì làm họ tổn thương thêm được nữa. Ừ thì thua lại chui vào hang vài ngày, rồi đến lúc thắng lại chui ra vươn vai hít thở trước khi chờ để chui vào hang thêm một lần nữa. Man United của họ không còn là một đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu và tất cả dường như đã chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên không cần tranh luận phí sức. Điều đáng sợ nhất đối với một đội bóng đang xảy ra với Man United ở thời điểm hiện tại đó là sự vô cảm của các cổ động viên. Thay vì bực dọc ức chế bởi một trận thua trước đây, rất nhiều fan của Quỷ đỏ bây giờ cũng không buồn chỉ trích tập thể hay đích danh cá nhân nào nữa. Họ bắt đầu xem thất bại là điều bình thường và đó là tâm lý xuất hiện khi văn hóa chiến thắng của đội bóng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Giờ thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng nếu điều này tiếp tục kéo dài, Man United hoàn toàn có thể sẽ bị phá hủy đến tận nền móng những gì mà các bậc tiền bối đã giải công xây dựng suốt chiều dài lịch sử. Nhưng thay đổi thế nào, thay đổi ra sao lại là câu hỏi mà chúng ta, những người ngoài cuộc không thể trả lời. Chúng ta chỉ có thể nhìn vào cách Man United đã đứng dậy từ thất bại trong quá khứ để tìm ra một bài học nào đó. Sau khi xếp bét bảng ở Champions League mùa 2005-06, Sir Alex đã có rất nhiều quyết định quan trọng về chiến lược và nhân sự. Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải và tháng 1 năm 2006, ông đưa về sân Old Trafford hai hậu vệ mới là Nemanja Vidic và Patrice Evra để gia cố hàng thủ. Vidic và Evra sau này đều đã trở thành những huyền thoại của Quỷ đỏ. Sir Alex cũng bắt đầu tìm cách để Man United không còn phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Van Nistelrooy. Ông để chân sút người Hà Lan sang Real Madrid mùa hè 2006, dọn chỗ cho hai ngôi sao trẻ Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney bước lên vị trí chủ công. Tất cả những nước đi đó đã giúp Man United trở lại mạnh mẽ. Họ vô địch Premier League 3 mùa liên tục sau đó, hai lần liên tiếp lọt vào chung kết Champions League với chức vô địch năm 2008 tại sân Luzhniki của Moscow. Sẽ thật bất công nếu ta phán xét hiện tại bằng hệ quy chiếu lịch sử hay là ngược lại. Nhưng với Man United lúc này, ngoái về quá khứ có vẻ là cách duy nhất để họ nhìn thấy tương lai.
Chúng ta không cần phải nói thêm nhiều về quyền lực cùng với niềm tin tuyệt đối mà Sir Alex đã có trong thời kỳ mà ông già gân cầm quân ở Old Trafford. Điều đó đã giúp cho huyền thoại người Scotland tạo nên một kỷ nguyên huy hoàng trong lịch sử đội bóng, nhưng nó cũng gián tiếp gây ra sự sụp đổ của Man United sau khi ông ra đi. Không một ai sau Sir Alex có được quyền lực và niềm tin tuyệt đối như ông. Các huấn luyện viên lần lượt đến và đi mang theo tư duy nhiệm kỳ nặng màu sắc cá nhân. Đó là điều dễ hiểu khi họ cần kết quả tốt nhất từ các trận đấu, thứ sẽ đảm bảo sự an toàn cho chiếc ghế của họ. Hậu quả là suốt 10 năm qua, Man United đã phát triển theo kiểu đẽo cày giữa đường, hoàn toàn thiếu định hướng và bản sắc riêng. Họ cho thấy sự tụt hậu rõ ràng và toàn diện so với Man City của Pep Guardiola, Liverpool của Jurgen Klopp và giờ là cả Arsenal của Mikel Arteta. Đó là những tập thể đã được bồi tụ, cắt gọt liên tục một cách bài bản, lớp lang qua nhiều năm cho đến khi trở thành hình hài hoàn chỉnh. Khi Ten Hag đến Old Trafford, ông cũng đã đặt tham vọng làm điều tương tự, xây dựng một đội bóng của mình với triết lý rõ rệt. Nhưng rồi các vòng luẩn quẩn bế tắc không lối ra đã nhanh chóng đẩy ông vào tình thế bi kịch như những người tiền nhiệm. Bây giờ tình thế của ông đã như chỉ mành treo chuông và chiếc ghế ở Old Trafford có thể đổi chủ bất cứ lúc nào. Ngay cuối tuần này, sau trận đấu với Liverpool tại Anfield chẳng hạn. Sa thải Ten Hag bây giờ là điều mà ai cũng nói được. Dĩ nhiên khi đã ở đáy của thất vọng, người ta cần một sự thay đổi để ít nhất là được nạp lại niềm tin. Có thể với một huấn luyện viên mới, Man United sẽ lại cho thấy dấu hiệu hồi sinh ở một vài trận đấu hay thậm chí là vài tháng hoặc hoành tráng hơn là cả một mùa giải. Bạn nhớ không, chính Ten Hag cũng đã làm được điều đó ở mùa trước mà. Rồi sau đó thì sao? Liệu cái vòng lặp tưởng chừng vô tận về niềm hy vọng, nỗi thất vọng tại nhà hát của những giấc mơ có tái hiện lần nữa không? Man United không thể tiếp tục tồn tại với những hy vọng phập phồng bất ổn, chỉ thay đổi nhãn mác bằng cái tên trên ghế huấn luyện. Để trở lại, họ cần một cuộc cải tổ tận gốc rễ, thay đổi hoàn toàn cách vận hành của đội bóng. Điều mà Sir Jim Ratcliffe hứa hẹn tạo ra khi ông tiếp quản 25% cổ phần của câu lạc bộ. Cuộc cải tổ ấy có thể sẽ dẫn tới thêm nhiều mùa giải tay trắng, và với nhiều người yêu mến Man United, thà chấp nhận điều đó còn hơn là nuôi tình yêu bằng những ảo mộng lay lắt thêm nữa.